trời u tối không gian xa vời, tìm đến với nhau cho quên hận sâu. Ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu, mong ước tan rồi để buồn mãi sau, để buồn mãi. Một ngày yêu nhau buồn cho chiến kiếp thương đau, rồi về mai sau có nhớ tình đầu, ngày buồn không vui chấp nối hận sâu. Một ngày xa nhau chỉ còn thương đau, chỉ còn thương. Từ thành phố San Jose, Jimmy kính chào quý khán thính giả của The Jimmy TV và mời quý vị cùng đến với chương trình Bước Chân Dĩ Vãng của chúng tôi tuần này. Kính thưa quý vị, có một tiếng hát của trước năm 75 ngự trị trên làn sóng phát thanh và có một giọng nói rất quen thuộc tại hải ngoại trên làn sóng ở vùng Bắc California, San Jose. Người ấy không ai khác hơn là nữ ca sĩ kim xứ ngôn viên Mai Hân. Hôm nay Jimmy rất là hân hạnh để được cô dành cho buổi tâm tình, được thu hình ngoài trời để nhắc nhớ về những dĩ vãng êm đềm của trước năm 75 và cũng như những tháng ngày cô sinh hoạt về truyền thông tại hải ngoại. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón tiếng hát của Hà Nội thơ mộng giữa trời Sài Gòn và của giữa trời San Jose, người đẹp Mai Hân. Chào cô. Mai Hân xin kính chào quý vị khán giả và chào đến Jimmy Nhật Hà. Thật là đặc biệt trong ngày hôm nay, hai cô cháu gặp nhau giữa trời lạnh của San Jose. Dạ, đúng rồi. Cho nên nhé. Mà lại nói về bước chân dĩ vãng. Trời ơi, không biết là cô Mai Hân có dĩ vãng gì để nói chuyện với thính giả, khán giả cũng như là Nhật Hà đây. Nhờ dĩ vãng của cô thì quá nhiều vấn đề để mà cần phải nhắc nhớ tới. Thời gian cô sinh hoạt trên đài nè, rồi cô đi hát cho các ban của trước năm 75 thì quá nhiều. Mà cô cháu mình đang ngồi trong một cái khung cảnh giữa trời mùa đông San Jose, hơi lạnh chút, cho nên hai cô cháu phải mặc hai cái măng tô thật dày. Bây giờ cô đang dẫn cháu tới chỗ nào đây? Cái chỗ thưa quý vị khán giả, chỗ này là Santa Naro mà Mai Hân, tức là downtown San Jose đó. Yeah. Tức là mình đi đâu người ở xa đó đến. Yeah. Cũng bảo tại sao con thấy Santa Naro chỗ nào đẹp mà. Yeah. Mai Hân cứ lúc nào cũng nhắc tới. Thành ra bây giờ Jimmy đến một cái, cô Mai Hân phải dẫn Jimmy với lại Thông á. Yeah. Đến để coi nó có đẹp không, có thơ mộng không. Yeah. Thì tại sao mấy cháu lại chọn những cái chỗ này nhỉ? Tại vì cháu thấy vừa đi ngang đây thì thấy nơi đây thì yên tĩnh nhất ha. Mà lại mình ngồi trên cao mình nhìn thấy được phía dưới mọi người đang dập dìu qua lại. Tâm tình với nhau. Tâm tình với nhau. Hơn, dạ đúng. Thưa cô. Thưa cô, cháu được nghe tiếng hát của cô và ái mộ cô hát bài Trung Thủy của nhạc sĩ Văn Phùng ở trên YouTube mà vẫn còn giữ cái bản audio đó. Lại Trung Thủy rồi, cứ anh em vẫn chờ khi nào anh về hoài à? Mà anh đâu có về đâu. Có mà. Anh về thì em lại sợ. Thưa cô, vậy thì con thấy cô hát rồi cô có giọng nói rất là truyền cảm của người Bắc. Vậy là cô là người gốc Hà Nội hay là tỉnh thành phố nào? Hình như là đôi mắt người Sơn Tây. Cô là người Sơn Tây. Phải đeo kính nha. Người ta cứ bảo đôi mắt người Sơn Tây nó làm sao ấy, lạ lạ làm sao ấy. Nhưng mà cô u uẩn chiều luân lạc rồi đó. Đó, nhưng mà không biết cô có u uẩn không, cô có phải đeo kính hoài. Là cô mở cho khán giả xem thử cô có phải là... No. Muốn khóc rồi. Vậy là cô là gốc là Sơn Tây. Sơn Tây. Dạ, và cô vào Sài Gòn năm bao nhiêu tuổi? Ôi trời ơi, bây giờ hỏi năm bao nhiêu tuổi thì lộ tuổi hết rồi. Có lẽ phải là 54 chứ gì nữa hả? Dạ, năm 54. Okay. Vậy thì lúc bé đó cô có được sự khuyến khích của gia đình khi vấn đề học hát hay là gì không?
Không có đâu, tại vì không biết làm sao. Mẹ cô với mấy bà chị nói là năm 4 tuổi mà cứ bắt, nghĩa là ngày xưa cháu thấy là hay có cái màn đó. Dạ nhỉ. Cứ bắt hai chị kéo hai cái màn ra. Đứng đó mà bảo trời ơi bạo dạn dễ sợ mà. Thưa quý vị, đây là em bé Mai Hân. Thế là hát với bạn vài câu đó mà ngày nào cũng bắt hai chị đứng hai bên chiều quá. À. Tại cô là con út mà. Con út mà lại được thứ cưng. Không nhờ, năm con gái nhỉ. Cô là thứ năm. Ok. Mà vẫn cưng lắm. Sanh lần thứ năm mà ra út. Tại có lẽ cô cũng hơi chảnh chút xíu nha. Xinh xinh. Yeah, chắc chắn. bé xinh xinh. Thế là năm 4 tuổi đó vậy rồi. Thì năm hình như mấy tuổi đó thì được thi hát ở Hà Nội đó. Dạ. Ủa vậy là cô có thi hát ngoài Hà Nội luôn? Hình như có hay sao. Không nhớ hẳn. Nhưng mà 11, năm 11 tuổi thì hát Đài Pháp Á. Thi Đài Pháp Á. Là ở trong Sài Gòn. Hát bài Tình Nghèo đó. Lúc đó là cô đã vào trong ban Tuổi Xanh chưa? Cô chưa. Dạ. Thi đã chứ. Đi thi trước. Trời hơi lạnh nha. Dạ. Hơi sụt sịt chút xíu. Cô hát bài Tình Nghèo của nhạc sĩ Phạm Duy. Mà tại sao không hiểu sao 11 tuổi mà sao thuộc lời quá nha. Cháu biết cái Tình Nghèo đó nó dài không tưởng tượng nổi. Dạ. Nhưng mà mặc áo đeo khăn, khăn mỏ quả. Bắc Kỳ chính mà. Dễ thương lắm, xinh. Dạ. Hò là cái vậy mà là được cái sự thương mến của anh giám khảo và chấm cô giải nhất hả cô? Thì chắc là mặc quần áo xinh thôi. Chứ là giọng hát của cô cũng gọi là xoàng lắm. Có một cái nét rất riêng của Mai Hân mà. Nhớ lại kỷ niệm. Dạ. Con thấy như là cô, gia đình cô ngoài cô thì còn có một cô chị là cũng đi hát nữa phải không? Mai Ngân. À, cô Mai Ngân. Nhưng mà có lẽ là nếu mà một người mà đào luyện cô nhiều, tập cho cô nhiều, có là cô Mai Sinh. À, gì hả cô? Cô có là ca sĩ không? Không. Ở đài phát thanh thôi. Ngày xưa làm đài phát thanh thôi. Nhưng mà có ngâm thơ. Ngâm thơ ở Tao Đàm. Là cô Mai Sinh. Mai Sinh. Mất lâu rồi. Còn cô cũng... Mai Ngân thì cũng hát đài phát thanh hay sao cô? Dạ, ngày xưa cũng hát, mà hát ít lắm. Dạ. Đi làm. Là hát ở Hà Nội, hát ở Sài Gòn? Có lẽ Hà Nội hay Hải Phòng thì cô cũng nhớ, hồi đó cô nhỏ quá cô cũng nhớ. Dạ, tại vì cháu thấy là trên những cái tờ nhạc trước 75 á, còn hình ảnh của cô Mai Ngân. Dạ, rất là xinh đẹp thời điểm đó. Thưa cô, nhắc đến cô thì khi mà cô cơ duyên từ đâu mà cô đến với ban Tuổi Xanh của bà Kiều Hạnh? Hình như... có lẽ Mai Hương nhớ nhiều hơn đó. Dạ. Mai Hương nhớ nhiều hơn. Dạ. Hình như là hồi đó vào thì cũng phải theo một cái, không biết có thi không thì không biết. Dạ. Nhưng mà chắc là thấy cô cũng được đó. Dạ. Thì là cho vào hát luôn. Dạ. Lâu quá rồi. Chào mừng Tuổi Xanh. Quá lâu rồi. Mai Hương thì nhớ dữ lắm. Dạ. Hình như lúc mà cô vào thì cô lại cùng một thế hệ với cô Mai Hương phải không? Mà Mai Hương hát hay lắm. Mai Hương hát và giỏi nhạc nữa. Cô chỉ được hát phụ thôi, phần đông như vậy. Phần đông là giọng chính là Mai Hương. Những em bé mà ca sĩ Như Đồng thì đó thì có ai? Ngoài cô Mai Hương. Hình như là Hoàng Oanh, Quốc Thắng, Kim Chi. Biết một vài người nữa, cô không có nhớ. Có cô Bích Chiêu không cô? Bích Chiêu sau này chứ. Ồ, cô Bích Chiêu. Rồi khi mà bao nhiêu lâu thì cô có được lên ba người lớn? Ồ, hồi đó có Tuấn Ngọc. Có Tuấn Ngọc. Đúng rồi. Ở trong ban Tuổi Xanh đó. Hình như hồi về Sài Gòn đó. Cô ở đường Mạc Đĩnh Chi gần đài phát thanh đó. Anh Tuấn Ngọc hay đến nhà cô xong là đi hát chung. Vui lắm. Lúc còn bé bé thôi, xinh giống nhau ha. Rồi khoảng bao lâu thì cô mới lên ba người lớn? Cô thì buồn cười lắm, tại vì cô nửa người lớn mà nửa em bé. Trẻ Tuổi Xanh đó. Cô lớn mau quá. Thành ra cô vào ban tuổi gọi là Hoa Xuân. Ban Hoa Xuân. Thành ra cô Mai Hương có ban Hoa Xuân thì có Mai Hân này, Mai Hương này cái gì đó. Thì có thâu truyền hình, có làm truyền hình. Ban Hoa Xuân này. Vừa hát em bé, vừa hát Tuổi Xanh, vừa hát ban Hoa Xuân. Hoa Xuân đây là phải là ban Hoa Xuân của nhạc sĩ Phạm Duy đâu phải không cô? Tụi này làm với nhau. Là có cô với cô Mai Hương. Xuân Thu chẳng hạn thế, Hoàng Oanh nhiều lắm. Nhưng mà có mấy cô nữa. Thì Mai Hương cầm đầu. Là trưởng ban. Như là trưởng ban. Cái đó là thâu đài phát thanh hay đâu là TV? Truyền hình. Ý là mãi sau khoảng năm 70. Sáu mấy 70. Dạ. Vui lắm. Đi hát vui lắm.
Rồi con được biết là có thời gian cô có sinh hoạt trong đài Tiếng Nói Tự Do nữa. Ồ, về sau này, mấy năm sau này, mấy năm gần đi đó, gần 7 năm đó thì cô... Tại vì cô không hiểu sao cô lại muốn chuyển con nghề sứ huấn viên, cô thử thôi. Cô thử, tôi thử giọng nói thì đến ông Vũ Văn Ninh, ông ok. Nghe giọng cô ok, tại vì ông xã của cô đó, Ngọc Giao cũng thân với ông Vũ Văn Ninh á. Nên cô bảo thôi để thử đó, mình kiếm thêm tiền đó, kiểu như vậy. Mà của Mỹ, đó, nên ra ông ok. Thì ra thấy giọng ok, thì ra cũng tập luyện dữ lắm cháu ơi. Vào làm sứ huấn viên ở Đài Tự Do quả là khó đó, chứ không phải dễ như ở đây đâu. Nhắc trở lại ban Hoa Xuân đó cô, thì ban đó thường phát thanh và phát hình vào lúc thứ mấy và cái nội dung là nói về cái gì? Không phải toàn những nhạc phẩm mà tiền chiến đấy, mà những ca sĩ nào hát loại nhạc đó thì phần nhiều là tiền chiến, thì Mai Hương chọn lựa. Một tuần thì có một lần. Cô nhớ thứ mấy không? Còn hồi cô không nhớ lắm, nhưng mà ở đài quân đội, tại cô làm nhiều đài quá. Cô làm đài quân đội, rồi đài quốc gia, rồi đài Tiếng Nói Tự Do. Ngày xưa cô làm nhiều quá, thì cô không nhớ nổi. Đối với đài Tiếng Nói Tự Do đó, thì lúc nãy cô nói là ông xã của cô là ca sĩ Ngọc Giao. Ông xã Ngọc, ca sĩ Ngọc Giao đó là cũng là một trong những người đẹp, một những đẹp trai của trong giới ca sĩ nam đó. Hình như tuyển chọn đó, cô tuyển chọn người đẹp trai. Cái tình duyên của cô với ông như thế nào? Trời ơi, bây giờ nói lại chuyện đó thôi. Trời ơi, nhiều đấy. Tức là ông làm đài quân đội chứ. Ông làm đài chú là nhà binh mà. Là quân đội chứ không làm đài tự do. Ok. Đài quân đội. Chúng ta gặp, tại vì mình hồi đó thì cũng còn 17, 16, 17, xinh tươi hả ông cháu? Thì ông cũng hát, thì quen nhau vậy thôi. Rồi là ở đó, thì đó thì hình như có phong trào muốn làm cô dâu hay sao chứ? À, lấy chồng sớm. Hơi dại phải không? Mà ông Ngọc Giao với hình như có người là ca sĩ anh Ngọc Long nữa. Ngọc Long là của anh Ngọc. Ngọc Long anh Ngọc. Là khác chứ không? Là Đỗ Đình Giao thôi. Làm nhà binh mà. Về sau làm quân cảnh. Làm quân cảnh. Lúc mà đi đó thì làm quân cảnh. Gần đi đó. Chỉ là coi như là chú là chỉ là ca sĩ đài phát thanh thôi. Đài phát thanh thôi. Thì hình như... Đi hát á, nhà binh mà. Mà cái lúc mà cô lấy chồng á thì cô có tiếp tục đi hát hay không, hay là bị gián đoạn? Không, cô đi hát tại vì thật sự là... Cũng nhiều người biết Mai Hân rồi là... cứ năm một đó là thân baby á hả? Chồng ở xa mà mày cứ đẻ con gái đó rồi năm gái thành ra không đi theo được chồng. Chỉ phần nhiều là đẻ xong thì mình ở lại, mình ở Sài Gòn mình đi làm, tại vì cháu biết không, làm cái nghề sứ huấn viên nó thích lắm. Đâu cần ai thấy mình đâu. Đúng không? Đúng rồi, nghe giọng thôi. Nghe giọng thôi. Bầu thì đâu ai thấy. Mà mỗi lần mà hát TV á, bầu á là quay hỏi thông coi problem. Quay ở đây thôi. Đúng người thôi. Phải thông. Tức là quay ở đây đâu biết mình có bầu. Là vẫn hát cháu ạ. Lúc đúng mà có baby vẫn đi. Vẫn hát. Ngồi tại vì hồi đó có bà ngoại đó, bà ngoại và nội gần nhau, thành ra cũng dễ để cho mình đi, mà hồi đó kiếm tiền hơi dễ nha, tại đi suốt ngày luôn. Simi lúc khi vào show này cô cũng nói là cô là một trong những ca sĩ mà có nhiều bê, có nhiều con nhất phải không? Không biết có đúng không, nhưng mà sướng, bây giờ thì thích quá. Vậy thì có các anh chị lo cho một, cô. Một cậu. Cho nên dễ cái bài lắm ở chung quanh. Cái bài Chung Thủy đó cũng đúng với cô, cái em vẫn chờ khi nào em về. Mỗi lần anh về một cái là em vậy vào từ dữ. Hình như có kỷ niệm nào mà lúc mà cô cũng có baby mà cô vào trong đài đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó là cô đang có bầu á, mà không ai biết. Vào thì có Phạm Long này, Hoàng Quốc Bảo này, rồi Nguyễn Hữu Công này, rồi Lê Tuấn. Lê Tuấn là tài tử Lê Tuấn. Cô vào cô xin làm thì cô cũng mặc thường thôi, nhưng mà không thấy có bầu. Mấy em bảo, trời em bé nào trông được quá nhỉ. Xong rồi bảo nghiêm chỉnh, phải gọi anh chị nha. Chị học phân khoa nào vậy? Ôi giời. Tưởng cậu sinh viên không? Ôi giời, em tưởng là sinh viên, còn sinh tươi mà. Em là... Vẽ tự dũ.
phân hoa từ dữ thôi. Phân hoa từ dữ. Vui quá chừng luôn, những cái thời đó vui lắm em chó. Tại vì là làm sướng nhân viên rồi được hát, rồi tiền lại trả các xe nhiều nữa. Mỹ mà, người Mỹ trả tiền mà. Rồi là vui lắm, tuần nào cũng gặp nhau rồi ăn uống rồi đấu hát rồi mà mấy ông dạy mình nói. Sướng nhân viên dạy từ lúc mà bây giờ mấy anh biết không? Em đọc tin đó là em phải đọc theo thế này thế này. Mà em đọc nhạc chủ đề em phải đọc thế này là lướt chút xíu em dịu chắc không? Đó rồi em đọc nhạc ngoại quốc phải thế này. Rồi nhạc giới thiệu nhạc chủ đề hoặc là thính giả gọi vào đại khái tâm tình á thì mình phải theo giọng khác. Mà đó. Một hồi thì làm như là gửi niềm thương nhớ đó cho gửi niềm thương nhớ để đọc cho Pháp về về Việt Nam á, cho những cán binh, cán binh về hồi tránh á, thì mình phải đọc thế này, gửi niềm thương nhớ về thế này, nhịp cầu thương yêu về thế này, đọc sai là chết. Hồi đó anh mấy anh khó lắm, Vũ Huyến đó, với lại Hoàng Nam, ông Hoàng Nam với lại anh Hoài Trung, anh chỉ ngâm thơ Hoàng Thư, khó lắm á, Hoàng Thư là coi như những người đó là đã thành ra đào luyện mình, thành ra mình qua đây mình mới được hưởng cái đó. Chỉ một lần rộ nở trong đời. Tình ca này em hát cho anh, hát với nỗi lòng của một thời yêu anh say đắm. Hạnh phúc bao giờ cũng là sự hồi tưởng về kỷ niệm. Dù vui buồn, dù cay đắng, em vẫn nhớ, vẫn sống và thờ để yêu. Rồi chợt biết tình như bóng mây. Đối với về vấn đề ca hát đó, thì những ban nào trên đài phát thanh cô đã hát qua, là cộng tác qua? Hồi đó hình như cô được tiếng hát hậu phương, tiếng hát gì? Đôi mươi hả? Tiếng hát đôi mươi của nhà trường. Nhà trường á. Rồi tiếng tơ đồng. Tiếng tơ đồng. Nhưng mà tiếng tơ đồng khó lắm á, anh Hoàng Trọng khó lắm. Tại cô nhạc thì yếu lắm. Cô không có giỏi lắm. Thành ra phải tập nhiều. Còn ca sĩ ngày xưa đó, như là Mai Hương thứ, đưa một bản nhạc, đọc thế này trong 10-15 phút và hát liền. Giỏi lắm. Lúc nãy cô nhắc cô Mai Hương đó thì bởi vì ngày xưa không có internet như bây giờ thì có thấy cô với cô Mai Hương hay song ca với nhau như tiếng sáo thiên thai chẳng hạn, mà lại Mai Hương rồi Mai Hương thì người ta cứ nói là chị em ruột, có đúng hay không? Không, bạn thôi, tại vì vào cái chương trình của bà tuổi bà Kiều Hạnh đó thì là cô cũng là Mai thì tự nhiên đặt tên vậy thôi. Nhà cô toàn đặt tựa là Mai á. Mai Ngân rồi Mai Sinh rồi Mai Hân. Chị em. Lúc nãy cô có nhắc về ban tiếng tơ đồng thì mỗi lần mà lên ban tiếng tơ đồng thì cô hát chung một cái ban đại hòa tấu hay là được hát solo hay là hay như thế nào? Không, phần nhiều là hợp ca đó chứ. Hợp ca Hợp ca đó rồi hát cho anh Hoàng Thi Thơ. Có một hồi hát Hoàng Thi Thơ. Cũng đài phát thanh hay là không, truyền hình? Không, hình như là ở đại nhạc hội hay đại thái gì đó. Nhưng mà hội Trùng Dương đó. Bây giờ em hát ba miền giờ đủ thứ. Nhưng mà có một thời kỳ có mấy tháng thôi cô hát dùm cô Thu Hà, hình như hồi đó cô bận gì đó. Thế cô thành Tam Ca Đông Phương á. Ôi cô vào trong ban Tam Ca Đông Phương. Cô cháu thấy cái hình cô đội khăn vàng đó. Dạ thấy ạ. Chỉ trong một vài tháng thôi. Đêm Màu Hồng. Vậy là mấy cô hát hay lắm. Dạ, vậy có thời gian là cô vô ban Tam Ca Đông Phương. Hát thế của Thu Hà. Mà ban Tam Ca Đông Phương thì lúc đó có cô Tuyết Hằng này. Tuyết Hằng, Hồng Vân. Cô Hồng Vân hát hay lắm, mấy cô hát hay lắm. Thường những ca sĩ thường những ca sĩ của đài phát thanh thì chỉ hát đài phát thanh thôi. Hình như con được biết có thời gian cô hát đài ở phòng trà. Thôi, đã bảo là cô tức là ông anh Hoài Trung á. Dạ. Trời ơi, bảo tại em còn xinh tươi quá em hát phòng trà đi. Kiếm thêm tiền hả? Hồi đó ông làm đài tự do cùng mấy cô đó. Cô bảo trời ơi em đâu có hát được mà em đi buổi tối nữa. Sao mà có nhận không? Thì anh xin dùm em. Thế cô chỉ hát kiểu như là cô hát ngày xưa mà mình hát, nghĩa là cũng không có nổi tiếng lắm.
mình hát thì phần nhiều cháu thấy ca sĩ như vậy đó, thì mình phải hát trước đúng không? Hát trước để cho những ca sĩ chính ra sau. Ok. Tức là cô Thái Thanh, rồi Khánh Đi, đại khái rồi. Thì mình cũng ok, vui lắm. Mà hồi đó cô đi xích lô mà. Ồ vậy hả? Đi hát đi bật xích lô. Buổi tối. Mà nhiều năm đó ở kẹt ở đường nhà thờ Đức Bà đó. Trời ơi kẹt kinh khủng luôn. Thì xem như là thời trước 75 là cô vừa ca hát và làm đài phát thanh song song với nhau. Nhắc đến những chương trình của Đài Tiếng Nói Tự Do đó cô, thì lúc nãy cô có nhắc cái chương trình mà Gửi Niềm Thương Nhớ. Là chương trình đó là sao? Gửi Niềm Thương Nhớ là mình mấy ông ấy phát về cho Việt Nam để ở cho những cán binh miền Bắc đó. Về hồi tránh. Mình phải đọc dịu dàng nhá. Thí dụ thế. Có câu nào mà bảo? Thí dụ là hỡi các anh chiến binh miền Bắc thân mến, tại sao anh không bỏ súng, buông súng để trở về với nghĩa quốc gia chẳng hạn. Đại khái không biết Mai Hân nói có đúng không, thành ra nhiều quý vị thì đang nghe chương trình đó bảo là Mai Hân nói sai thì đừng ước của nhé. Và hình như nghe nói là cũng nhờ cái giọng nói này mà nhiều người buông súng về hả? Hồi tránh phải không cô? Có một kỷ niệm là cô đã đến Mỹ rồi, năm 75 đó, cô đến Washington DC. Thì cô có tự nhiên lại có cô có một cái hình ở tại hồi ở Washington DC là có cái báo Văn Nghệ Tiền Phong của ông Hoàng ở Washington DC in hình cô ở bìa. Thế mà sao ở trại tị nạn người ta có ở mấy đó, mà những người đến trại tị nạn đó là có một hai người hồi tránh gọi cho ông Hoàng mà hỏi cô Mai Hân đâu. Bảo Mai Hân tại vì nghe giọng ngày xưa đó, đài về hồi tránh thì giờ chị có phải gọi là sponsor không, tại vì Mai Hân họ đổ. Sorry họ đổ. Tội nghiệp ghê. Nhớ kỷ niệm nhiều lắm. Là coi như là cũng nhờ giọng hát của cô, giọng nói của cô mà nhiều người người ta cũng đã vào miền Nam. Không, nhiều giọng chứ, Bích Thủy hay lắm. Cô Bích Thủy nữa. Tuyết Hằng. Cô Tuyết Hằng. Nhiều lắm, nhiều giọng hay lắm. Chương trình đài tự do nhiều giọng hay lắm. Hình như Jimmy có được biết là có ông Đan Thanh nữa. Thanh Đan Thoại có làm không? Thanh Thoại đúng không? Thanh Thoại là ông khó tính nhất đó nha. Là ông sếp không cô? Sếp chương trình về văn nghệ đó. Khó lắm ạ. Nhưng mà dễ thương lắm. Mà nọ thương quá, cũng anh cũng mất rồi, bây giờ cũng quá mà nhớ luôn. Mà anh em qua đây gặp được ít quá. Gặp nhau được ít lắm. Mỗi người ở tỉnh khác nhau. Đúng rồi. Thành ra cũng thương ơi là thương. Chứ ngày xưa là gặp mỗi ngày ở đài phát thanh cô hả? Hình như lúc đó có cô Mai Phương nữa. Mai Phương thì xinh lắm, Mai Phương thì xinh lắm. Mà cái chương trình giọng đó giọng ai cũng hay ấy. Nhiều lắm, Mai Lan. Mai Lan hay. Như những chương trình đó là phát chỉ ở ngoài Bắc được nghe thôi, chứ những đồng bào trong Nam đâu nghe được những chương trình đó hả con? Thì như phát hồi đó ở Đà Nẵng hay ở đâu Huế đó, có cái Huế đại khái. Mà thường mỗi lần mà những chương trình như vậy thì ai là người biên soạn cho cô đọc? Biên soạn phần nhiều là hồi đó có Lê Tuấn này, có Hoàng Quốc Bảo, có Nguyễn Hữu Công, rồi có một vài người nữa. Chứ Nguyễn Hữu Công nghe quen quá, hình như đang ở dưới Nam Cali vậy ta? Không, cùng làm với cô, ở đây đi đó Sài Gòn. Ở đây rồi Sài Gòn. Dưới Nam Cali. Dưới Nam Cali, Đọc tin với cô hàng ngày đấy. Là chú vẫn còn là viết tin, mà ngày trước là viết cho Đài Tiếng Nói Tự Do. Cũng là xứng viên giọng ấm lắm á, ngày xưa đó. Chứ là cũng phải soạn chương trình. Lúc đó hình như có ông Vũ Quang Ninh nữa. Thì ông là giám đốc. Vũ Ninh là giám đốc mà. Là Đài Tự Do đó. Như lúc đầu cháu có nói với khán giả là cháu rất yêu cô hát bài Trung Thủy của nhạc sĩ Văn Phụng. Hình như cô cũng hát thâu hay là có kỷ niệm với nhạc sĩ Văn Phụng với cô Châu Hà phải không? Không, tại vì hồi đó là anh Văn Phụng là ban nhạc ở trong đó mà chị Châu Hà cũng hát đó. Thành ra mấy anh chị em vui lắm. Mà về sau này thì qua đây thì tại vì cô thích cái bài đó. Cô thích nhạc cô thâu ở bên này. Em vẫn chờ khi nào anh về, dù cho bao năm bao tháng lê thê, xuân tới hè sang rồi đông lại vẫn bên lòng một nỗi nhớ nhung. Em vẫn chờ khi nào anh về,
về thôn xưa nghe tiếng sáo đêm bên mái nhà tranh hàng câu thơm vàng vui êm đềm đời sống mơ màng nhớ trong bên gian hồ vẫn còn chim yến vẫn còn sơn ca nhớ trong bên bờ ao vẫn hòn đá cũ vẫn hàng cây cao khi có tuổi các khớp xương hay bị khô hay thiếu chất sụn chất nhờn. Quý vị hãy sớm dùng phối hợp chai số 3 Noniginko và chai số 8 Flexodin của bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bồi bổ cho xương khớp được khỏe mạnh. Quý vị thấy buồn phiền về vấn đề sức khỏe, hãy gọi cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung để được tham khảo. Điện thoại 714-775-2026, 775-2026. Bài Trung Thủy thì cô Châu Hà vẫn còn khỏe lắm, khỏe mạnh lắm, mới nói chuyện với chị nữa. Dạ, còn chị hát thì tình hơn em nhiều. Nhạc Văn Phụng mà. Dạ, chính xác. Dạ, đúng rồi. Mà lúc trước thì cháu thấy cô cũng có thâu trên đài phát thanh hát chung với cô Mai Hương những cái bài hát song ca. Ừ, đúng rồi, cũng lâu lâu cũng chị em gặp nhau đó. Dạ. Mai Hương hát bài hay lắm. Có cái bài mà Duyên Thề thề đó cô. Một vì sao sáng à? Dạ, hai người bè quyện mỗi vào rồi, nhau. Mỗi lần Noel thì lại nhớ cái bài đó. Trong đêm lạnh vắng. Dạ. Nhưng mà có một người ở dưới Nam Cali mà cô không nói tên cứ thích cô hát bài Bên Cầu Biên Giới. Ngồi đây soi bóng bên dòng nước lũ. Cái Bên Cầu Biên Giới. Dạ, cái bạn đó như cô Thâu bên hải ngoại này. Ừ. Đài Tiếng Nói Tự Do năm 75 thì cô được di tản với đài hay là cô đi riêng hay như thế nào? Không, cái lạ lắm. Cô cũng lạ lắm là đáng nhẽ được đi với đài. À. Xong hơi kẹt đó. À. Cái đêm đó thì lại phải kẹt ở lại đó. Yeah. Lại không hình như pháo kích hay sao. Yeah. Thì cô lại về. Về thì cô lại có một cậu em nó chồng á. Làm hải quân. Yeah. Mình đi thôi, mình đi thử thôi, vòng. Yeah. Không ngờ nó lại ở cái tàu đó. Ông em đó ở cái tàu đó. Mà lúc mà mình xuống rồi mình mới biết, tức là bỏ hết lại đó. Mình xuống cái tàu ở Bến Bạch Đằng. Cực lắm cháu ơi. Rồi đi năm 75 luôn cô hả? Dạ. Nhắc một chút xíu cái dĩ vãng của cô thì cháu thấy có một bức ảnh cũng quý lắm. Là các văn nghệ sĩ của miền Nam mình được vào Dinh Độc Lập và được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tiếp đón với tấm hình có cô trong đó đó. Cô không ngờ, không nhớ nổi. Không nhớ nổi. Ngày xưa thì thích lắm, tại vì đã được đi nhiều nơi lắm. Thí dụ mà ông tướng này hoặc là ông bộ trưởng kia hoặc tổng thống thích ca sĩ nào, giọng hát nào, tiền chiến hay là nhạc kích động hay gì gì thì phần nhiều là
ông Hoàng Đức Ninh hoặc ông Tôn Thất Đính đó, ông mời những ca sĩ đó vào xét miền Tây, cái party đó. Chắc cũng mấy tháng một lần. Còn được vào Dinh Độc Lập cái kỳ đó lạ nhỉ, cô cô không nhớ đó nha. Vậy sao có cái tấm hình đó? Mà hình như cô cũng hơi có bầu hay sao nhỉ? Sáng nay á? Tấm hình đó là cô Xuân Thu năm nào đưa cho cháu. Xuân Thu, Xuân Thu. Cô cung cấp cái hình Xuân đó. Thu cũng dễ thương lắm á. Xuân Thu giọng rất là nhẹ. Hát nhẹ nhàng lắm. Tình cảm. Dễ thương lắm. Hiền rồi trời hiền. Mà lâu quá cô cũng không được gặp nữa. Cứ bảo dưới năm con đi mà chả bao giờ gặp. Dạ, đúng rồi. Hôm nào phải nhờ cháu nha. Bữa nào xuống rồi nhờ cháu mời mấy người đó đó. Đúng rồi, những ca sĩ của Đài Mới Thành đó. Cháu rất là mong có dịp là cùng với cô này, cô Mai Hương, cô Xuân Thu, cô Kim Tước nhắc lại cái thời Kim Tước này rồi Đan Thanh. Của Đan Thanh. Mình họp lại một cái buổi nào đó mình đi ăn thôi. Khi mà qua hải ngoại này đó thì cô ở Bắc Cali liền không hay là cô ở thứ bang nào? Không, cô ở Washington DC. Ok. Tại bà chị sponsor đó. Về DC, về Pennsylvania. Xong là một vài ngày là bà sponsor cô về Washington DC. Cô ở đó 19 năm. 19 năm lận. Nghe nói là cô ở đó đó là cô cũng đã là một trong những bầu show đầu tiên ở tại DC phải không? Gọi là bầu show thì hơi lớn quá, tại vì cô cũng có một vài người, hình như hồi đó có Vi Vân này. Với lại Thanh Tùng hả? Blackstone, Blackstone Tùng á, như Mai Dung đó, mấy người đó ở đó, Đức Huy đại khái, Mai Vân thì họp Vân. Nhau lại, Mai Vân là Mai em Vân. Của Mai Dung. Thì họp nhau lại làm một cái tập hát với nhau xong là đi hát ở phòng trà đó. Thì cô đứng lên cô làm. Hồi đó vé có 3 đồng à, vào lại được nhảy nữa, nghe hát lại được nhảy nữa. Mà lúc có về sau có cô có mời cinema. Có một kỳ cô vừa mời cinema một tháng luôn á. Cinema dễ thương lắm, hát hay, có duyên vô cùng. Rồi có Mùa Thu Lá Bay Kim Anh. Lúc đó đang ở đó. Rồi đó Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh về sau này mới thành nhạc sĩ Đấu Tranh. Đấu Tranh. Trước hát cũng nhún nhảy. Tốt lắm nha. Vậy là cô có phòng trà hay là khi vũ trường gì đó không? Tức là không phải của cô thuê thôi, cô thuê từ cô thầu. Mượn thầu, mượn cái tối đó thôi. Ví dụ bán vé rồi chia cho nhau, vui lắm. Cũng được mấy năm. Từ lúc... sau thì Đức Huy Tech Ca, Đức Huy về thì Tech Ca là có Túy Hồng. Túy Hồng cũng ở đó, Túy Hồng Nam Phương cũng mở con trai. Cũng tại DC. Mà cái thời gian ở được vài năm thôi. Washington DC thì cô có làm bài phát thanh liền chưa? Không, cô chưa làm, cô đi học xong rồi về sau cô làm về drafting. Cô làm cho Mỹ ở đây đứng xuất chơi 19. Mà hồi đó cực lắm, tại vì cháu biết không, mùa đông này này, tuyết rơi rồi đủ thứ hết cực. Mình thì đâu có lái xe được. Hồi đó cô nhát lắm, không biết lái xe mà chồng cô cứ dọa bảo trời ơi đừng có lái xe, lấy xe rồi mang tội lại mất công lắm, mình cứ tống chở không à. Nhưng về sau này thì mỗi người làm một việc đó. Thì cô có Uber, cô gọi là Uber hả? Gọi là cái gì nhỉ? Mình đi chung đó. Partner hả? Không, cô đó có người Thái Lan. Cô chở cô đi. Thế là cô chở hai người đi làm mà tuyết rơi rồi. Ngồi mình ra ngoài đường mình không thấy xe mình đâu hết, buồn quá là buồn. Xong cô có đứa con lớn đó, Phương Thảo đó. Nó có ông bác, có bác anh chị chồng của cô ở bên San Jose. Thành ra nó bảo thôi con qua đó con học trường điền ra đó. Xong một ngày đẹp trời thì mới ở đó 19 năm buồn quá. Ngày đẹp trời qua thăm con thế là Cali đi dễ khó về. Bà quyết định ở đây luôn. Ở San Jose. Thành ra cô đi cũng đi lang thang thôi, cũng vui vui vậy thôi. Nhưng mà nhiều người cũng biết cô là Mai Hân mà. Thành ra cũng thấy giọng ok thì đỡn chọn á. Mời cô về làm. Nhưng mà có một kỷ niệm này vui lắm. Tại vì có ngày xưa có một cái ban người ta tuyển sứ viên. Trên Bắc Cali này. Cô mới đến cô xin dự thi á. Thì một bao nhiêu người cái cô ngồi này thì cái ông cũng quen lắm mà cô không nói tên, nhưng mà đưa cho cô một cái script á.
tin đó, bảo dò đi rồi đọc. Mà cháu biết không, là 1 phút là 60 chữ. Trời. Phần nhiều như vậy, phần nhiều như vậy. Thế cô mới bảo ok, để đây. Thế mấy người kia bảo chị dò đi. Ok, đọc trước. Đến lượt cô đọc. Sau đây là phần tin tức ra là trời ơi, cô đọc nguyên. Cô này trước làm ở đâu vậy? Bảo thì em mới ở Washington DC về, rồi em đang kiếm việc làm. À. Em làm máy ăn. Trước em có làm sứ quân viên rồi. À. Trời ơi, đọc ra cái là đúng bom. Dạ. Thì nó vào bài của Đỗ Trọng. Ok, là sau đó vào trong đài của Phong Trào. Thì là cũng làm việc thì cũng ok. Thì dạ. Cô ở lại. Vậy là quyết định là xem như là mảnh đất San Jose này cũng đã giúp cô về cái vấn đề. Cô cũng phải cảm ơn Đỗ Văn Trọng này, một vài người bạn cô nữa đã giúp cô đó. Dạ. Cô thấy là cái thời năm 80 mấy 90 thì thấy cô cũng có đọc trên một cái đài truyền hình Trùng Dương gì phải không cô? Không biết nhỉ, không biết cái hình đó Dương ở đâu ra. À, hay cô đang ngồi lạ đọc nhỉ? Rất là lâu rồi. Trông sắc máu lắm ạ. Chương trình gì lạ quá hả cháu? Dạ, tin tức đó, tin tức trên đài Trùng Dương gì cháu không biết. Mà quay ở đâu nhỉ? Dạ. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần bình luận. Sứ điệp tình yêu. Trong chuyến công du mục vụ tại Hoa Kỳ lần này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đặc biệt chú trọng đến việc tìm hiểu về đời sống đạo của giáo hội Mỹ, nhằm mục đích hóa giải những khác biệt, bất đồng giữa những tương quan xã hội, hầu đem lại sự hòa giải hợp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa. Qua 8 thành phố Đức Giáo Hoàng đi qua, từ trạm đầu tiên dừng chân của Ngài là Miami, đến New Orleans, San Antonio, Phoenix, Los Angeles, Monterey, San Francisco và Detroit. Khi gặp gỡ đám đông dân chúng ra tiếp đón và tham dự thánh lễ do Ngài cử hành, tại nơi này Đức Thánh Cha nhắc nhở đến dân chúng như những chứng nhân của đức tin. Như tại thành phố Miami, Đức Giáo Hoàng đã tỏ lòng ngưỡng mộ những giáo dân đã đội mưa hàng giờ đứng tham dự thánh lễ đến phút cuối cùng. Đến chỗ nọ, Đức Giáo Hoàng đã nghiêm khắc lên án việc phá thai là tàn nhẫn, giết người ngay khi còn trong lòng mẹ. Nhưng tại nơi khác, Đức Thánh Cha lại kêu gọi các chính phủ, nhất là chính phủ của Hoa Kỳ, hãy mở rộng vòng tay đón nhận di dân và tìm một phương thức tốt đẹp dành cho dân cư trú bất hợp. Cần nhớ những gì hay quên, càng quên những gì đáng nhớ. Quý vị hãy nhớ bồi bổ trí óc bằng sự phối hợp chai thuốc số 3 Nordicinco và chai số 10 Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Quý vị cảm thấy bất ổn về vấn đề sức khỏe, hãy gọi cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung để được tham khảo. Điện thoại 714-775-2026, 775-2026. Không hiểu nữa. Tại sao lấy được cái hình đó hay quá. Dạ. Nhớ quá chừng luôn. Dạ. Là thấy như thâu cho một cái phòng mà xung quanh là bức màn xanh đó. Mà cô cũng phải cảm ơn đến lúc mà cô làm riêng đó. À. Cô làm riêng ra thì Việt Nam San Jose cũng có nhiều người giúp cô lắm. Là nhiều cái đại của cô. Nhiều người bạn, nhưng mà cô cố gắng tinh khổ là cô làm ngày làm đêm. Cô phát thành bao nhiêu tiếng luôn. Một mình cô mà thôi. Có. Lúc đó có nhiều lắm, nhiều nhiều mấy em ở xung quanh lắm. Yeah. Nhưng mà thật sự là cô cũng phải cảm ơn mấy người ở San Jose giúp cô. Yeah. Và về sau thì cơ duyên, một cái cơ duyên là gặp ông Vũ Quang Linh, đài Lido Sài Gòn. Dạ. Ở dưới Nam Cali. Cùng connect với nhau. Tiếp nối connect với nhau là cô bắt đầu có tiếng nói nhiều hơn. Dạ. Đi cả Houston nữa. À là phát thanh ở Bắc Cali rồi Nam Cali, Nam Cali. Rồi qua bên Houston tiếp luôn. Tiếp nối cái dây đó, truyền nhau đó. Dạ. Thì là ba nơi. Dạ. Được biết là mà bên cạnh cô đọc tin thì cô có những cái chương trình đọc truyện ở trên đài phải không? Được nhiều người người ta thương lắm. Thấy toàn các cụ không. nói đây mình cũng cụ rồi, mình cứ nói các cụ. Ngày xưa thích lắm. À. Ừ. Dạ. Hâm mộ lắm. Tại vì cô đọc chuyện toàn chuyện tình đó. Ồ. Ngựa Hồng. À. Rồi của gì đó, của Tĩnh. Mới lại 10 đêm nàng ngọc mười của đêm Mai Thảo. Mai Thảo. Toàn đọc chuyện tình không. Mà giọng cô cũng thật là tình. Có một cái câu này mà mấy người cứ nhớ hoài ở trong cái chuyện Ngựa Hồng. Dạ. Nói là mấy cái người tình của mình là lính
đi xa đó mà về thăm đó, bảo anh cứ để bộ bí phục đó, anh đừng có đi. mình nói ở đây nó hơi ấy, em thích ngửi cái mùi thuốc súng trên bộ áo của anh. Wow, tình không? Tình quá. Trời ơi, nghe cảm động vô cùng luôn. Mà đúng như vậy, đúng không? Thế là lúc là ôm chầm lấy thì đâu có cần phải gì đâu hả? Ngửi mùi thuốc súng thật là đẹp, thật là tình, cũng sexy lắm, lãng mạn quá, lãng mạn vô cùng. Thành ra cô đọc được, cô vừa đọc vừa sống kịch một chút xíu. Chứ không phải là đọc bình thường, vừa đọc vừa đóng, vừa kịch tính một chút xíu. Thành ra thích lắm, bán quá chừng. Vậy là cô có thâu ra audiobook của bạn? Đó. Nghe nói là cô đi đem qua bên Houston cũng được đồng bào bên đó đón nhận. Tại vì hồi đó là ở đài có ở Houston, thành ra hâm mộ xứng viên. Tại ở đây luôn tiện cô cũng nói là cô là xứng viên, nhưng mà cô đọc tin xong cô hay nói lãng đãng chút xíu, cô hay tính cô như vậy. Có gì nói vậy đấy. Thành ra nhiều người lại thích. Và nhiều người thì có vẻ là bảo hơi giỡn quá không được. Nhưng mà cô thích như vậy. Tại tự nhiên vì những cái bản tin bây giờ nó cứ cứng ngắc. Trời ơi, nó chết chấp là rồi. Không phải nó căng thẳng quá đi. Thì mình nói chuyện vui với nhau, bảo hôm nay gì đó, ăn uống gì đó kia kia. Thì bên kia cũng phải nói chuyện với mình thoải mái đó. Như là anh Công đó, cái gì mấy mấy cô xứng viên ở dưới đó bên Yên hoặc là Quỳnh Anh đó, thì cũng tiếp theo cô nói vậy. Nhiều khi cứ bảo mấy Hân hay nói thật có đó. Nhưng mà ok, tại vì cô muốn vui một chút xíu. Mình đọc tin cho theo. Đọc đấy là căng thẳng quá rồi. Đấy là đủ thuyết tin nhất là thời buổi này. Thôi kệ, vui được ngày nào hay ngày đó. Cháu tiếp xúc với cô thì cháu thấy cô rất là yêu đời và yêu người. có phải đó cũng là một trong những cái điều làm cho cô trẻ mãi không? Có lẽ như vậy, tại vì con cô bảo trời ơi, mẹ đi còn hơn con nữa. Thoát cái thấy mẹ đi rồi. Mẹ cứ ai gọi là mẹ đi và không, nhưng mà mẹ vậy ở nhà mẹ buồn quá. Đúng rồi cô. Ở nhà buồn lắm. Cô suy là nghĩ người mà cô làm vẫn phải đi làm để cho nó vui đi. Cô làm một tuần mấy ngày thôi. Cứ là cô phát thanh một tuần 6 ngày. Đài của cô. Mỗi ngày 8 giờ đến 1 giờ. 8 giờ đến 1 giờ. 1500 AM. Wow. Nhưng mà cô làm 3 ngày thôi. Rồi những ngày còn lại 4 ngày là cô được đi chơi. Cô cũng hay lãng đãng lắm đó. Nhưng mà vậy thì cho nó trẻ trung một chút xíu cho rồi. Cứ nằm nhà mà nhớ dĩ vãng không được. Đúng rồi. Mặc dù chương trình này là bức chân dĩ vãng, nhưng mà cô thì là rất là thích hướng cháu về tương hỏi, lai và hôm nay. Cô mới nói đó nha, cô không hay kể đâu. Mấy người lớn hay nói về dĩ vãng lắm. Đúng rồi thưa mà cô nhớ ít. Cái nào tần còn nhớ lắm cô không nhớ. Cũng khó. Tại sao khi qua hải ngoại này cô không lại đi hát tiếp mà cô chỉ tập trung vào truyền thông thôi? Không, cháu ơi, tại khó lắm. Làm một ca sĩ rất là khó. Cháu thấy không? Phải hát thật, không phải là hay nhưng mà phải hát ok này, sắc đẹp còn ok này, rồi make up mỗi lần đi hát, cháu thấy không? Lên TV này cháu bảo cô cần người make up không? Cô bảo thôi, có sao để vậy. Coi là kiếm tiền nhiều nhưng mà cũng không đáng đâu. Đi máy bay. Đúng rồi. Rồi đi hết tỉnh này. Mà phải được lúc mà có show đều mới được. Thành ra cô không phải ca sĩ mà xuất sắc lắm. Như là mấy bạn của cô đó, ví dụ như cũng coi như em đi. Khánh Ly này, Lệ Thu là bạn nổi tiếng quá. Rất là nổi tiếng thì mới có show. mình khó mà có show lắm chứ nhở, phải có bầu, có ông bầu là kia. Thành ra cô bảo tại sao mà không ngồi một chỗ đi, làm sứ nhân viên, kiếm tiền ít hơn chút xíu, nó khỏi make up, khỏi ai thấy mình. Thế nên ngồi radio đâu ai thấy mình đâu. Đúng rồi, nghe giọng mình thôi. Nghe giọng thôi. Thưa cô, bây giờ thì những đôi khi những người nhạc sĩ của thế hệ của các cô đó, rồi những ông trưởng ban thì đi gần hết rồi. Bây giờ ngồi lại nhớ cháu không? Nói thì gần hết cô buồn quá. Nhưng như chúng ta năm nay lại mất quá nhiều người. Về nhạc sĩ thì chúng ta mất nhạc sĩ Lê Dinh, rồi ông Thanh Thoại, rồi cô Thái Thanh nữa. Thôi từ từ cũng phải ra đi thôi. Tại mình ở lâu quá rồi, phải cho mấy mấy cháu, mấy đàn em lên chứ bảo còn giống. Nhưng mà cũng buồn quá nhỉ. Đời mau lắm cho rất là mau. Thành ra chúng ta gặp nhau là vui vẻ, cô mong vậy thôi. Gặp được nhau là mừng lắm,
vui vẻ lắm. Dạ đúng thưa cô. Như là Jimmy nói hoài cô mà cô nhất định cô không có lên chương trình, cô sợ lắm. Thành ra cô hay nói lung tung, không phải lung tung nhưng mà cô nhớ đâu nói đó đó. Thành ra nó cũng có phải edit chút xíu nha. Dạ đúng rồi, chắc chắn. Thưa cô, bây giờ chúng ta cũng đang trong cái không khí của mùa Giáng sinh. Chắc cũng xin nhờ cô có một vài lời chúc cho khán thính giả nhân dịp Giáng sinh về. Vâng, nên cũng xin kính chúc quý vị ở khắp nơi, khán giả cũng như là các bạn bè khắp nơi trên thế giới, chắc là thể nào cũng phải coi cái coi của show của Bước Chân Dĩ Vãng, tại vì cũng thấy là muốn tìm về kỷ niệm đó. Mình ra chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật an bình, thật hạnh phúc, và chúng ta cần nhất là giữ gìn sức khỏe cho tốt để còn gặp nhau. Mong gặp lắm những người bạn ở phương xa cũng như là các người bạn ở gần. Chúng ta mong được bình an trong thời buổi này. Dạ vâng. Jimmy, cảm ơn Jimmy cô rất nhiều đã cùng ngồi với cháu ngay tại giữa lòng một cái khu thương mại rất là đẹp này, Santanaro. Santanaro. Có nhiều cùng... tiệm ăn ngon lắm. Dạ đúng rồi. Buổi tối thì vui lắm. Một cái khung cảnh rất là hữu tình, thơ mộng dù hơi lạnh chút. Chúc cô nhiều sức khỏe và mong sẽ có dịp đón tiếp cô ở dưới Nam Cali để cùng có một cái buổi tâm tình với các cô ca sĩ đài phát thanh nha. Chắc chắn cái đó phải nhờ Jimmy nhé. Dạ chắc chắn cô. Cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ cảm ơn cô. Và nhất là phải cảm ơn người camera. Cameraman tuyệt vời. Anh Thơm. Jimmy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bước Chân Dĩ Vãng được thâu hình tại San Jose phỏng vấn nữ ca sĩ Mai Hân. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Nhặt từng chiếc lá.